6 loại quả giàu canxi hơn cả sữa bầu, mẹ ăn con sẽ cao lớn từ trong bụng. Cách lựa chọn chế độ dinh dưỡng, bổ sung thực phẩm là yếu tố quan trọng trong quá trình chúng ta mang thai. Sau đây là các loại thực phẩm mẹ bầu cần bổ sung để giúp bảo vệ sức khỏe và thai nhi phát triển tốt, tăng chiều cao. 1. Kiwi. Trong trái kiwi có chứa hàm lượng lớn vitamin C, canxi và các chất chống oxy hóa. Ngoài ra, kiwi còn có hàm lượng vitamin K, folate, kali và vitamin E. Mỗi ngày cần bổ sung một quả kiwi sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và tránh tình trạng hen suyễn cho thai nhi. 2. Xoài. Xoài là loại trái cây rất là tốt, có chứa hàm lượng lớn kali và canxi. Xoài hỗ trợ rất là tốt cho thai phụ bị thiếu sắt bởi vì vitamin C giúp hấp thụ sắt. Xoài có hàm lượng lớn canxi giúp hỗ trợ cho răng và cơ xương của người mang thai cũng giống như là tế bào của thai nhi. Trong 100g xoài có chứa protein, lipid, canxi, kali, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, phospho, sắt, v.v. 3. Dừa. Dừa là loại trái cây có chứa hàm lượng canxi. Mẹ bầu có thể sử dụng tốt cả cơm dừa và nước dừa, tuy nhiên không nên sử dụng quá nhiều để tránh cái vấn đề là bị tiểu đường thai kỳ. Và đặc biệt lưu ý, ở những cái giai đoạn đầu của thai kỳ thì chúng ta nên tránh sử dụng nước dừa nhé. 4. Táo. Táo là loại trái cây cũng chứa rất là nhiều canxi, các loại vitamin và khoáng chất như là vitamin A, acid folic. Bên cạnh đó, ăn táo cũng giúp mẹ bầu kiểm soát được lượng đường huyết. Các chất chống oxy hóa trong táo giúp mẹ bầu có thể giải độc tố của gan, tăng cường hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng. Chuối. Trong chuối không chỉ có hàm lượng canxi cao mà còn có một lượng lớn vitamin và khoáng chất như là acid folic, kali, magie, kẽm, vitamin B6, vitamin A, vitamin C, v.v. Bên cạnh đó cũng có omega 3, omega 6. Nếu mà chúng ta tăng cường ăn chuối mỗi ngày sẽ giúp cho hệ cơ xương cũng giống như là sự phát triển chiều cao của thai nhi được toàn diện hơn. 6. Cam quýt. Trong cam quýt cũng chứa hàm lượng lớn canxi và bên cạnh đó có một lượng lớn chất xơ. Nếu mà trong quá trình chúng ta mang thai, chúng ta bị cái tình trạng táo bón, chúng ta hãy bổ sung cam quýt mỗi ngày để có thể giải quyết được vấn đề táo bón, cũng giống như là tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch trong quá trình thai kỳ. Hãy bổ sung những loại thực phẩm mà Bích vừa liệt kê trên để giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cũng giống như là hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thai nhi. Hãy luôn theo dõi Hub Beauty để nhận lại những kiến thức dinh dưỡng hữu ích, chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình nhé. Hub Beauty, chăm sóc sức khỏe sắc đẹp cộng đồng.